Chiều ngày 6 tháng 11, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An, ông Phạm Tấn Hòa, chủ trì buổi làm việc giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi thống nhất một số nội dung quan trọng cho mát chương trình mới của Đài. Đó là chương trình giác nghệ tổng hợp với tên gọi nhịp cầu Nam Bộ và tỉnh đất phương Nam. Chương trình nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về dùng đất Nam Bộ, Việt Nam được hình thành và phát triển qua các thời kỳ như thế nào. Qua các chứng cứ, nhân chứng lịch sử và những hiện vật đang tồn tại, chúng ta chứng minh và khẳng định dùng đất Nam Bộ hiện nay là của Việt Nam. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sản xuất trong năm 2021 và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Long An và các đài phát thanh và truyền hình trong khu vực Nam Bộ. Tại buổi làm việc, đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và nhà trường đã trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến gợi mở cho nội dung chương trình thêm sâu so sắc hơn. Đồng thời đi đến thống nhất, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tư vấn chuyên môn về văn hóa lịch sử, các nghiên cứu về đất và người Nam Bộ cho Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện chương trình văn nghệ tổng hợp về vùng đất phương Nam này đây là một trong nhiều chương trình đột phá nhằm đổi mới nâng cao chất lượng chương trình của đài phát thanh và truyền hình long an theo định hướng của quỹ ban nhân dân tỉnh long an